Với sức trẻ, sự năng nổ, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề, sau 10 năm đứng trên bục giảng, thầy giáo Trần Thanh Tú công tác tại trường tiểu học Hải Triều, huyện Tiên Lữ có nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác chuyên môn. Đồng thời với cương vị là tổng phụ trách đội nhiều năm liền, thầy có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần đưa trường trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục huyện Tiên Lữ. Đảm nhận dạy môn mỹ thuật tại trường, thầy Tú không ngừng tìm tòi sáng tạo, giúp các em hứng khởi trong mỗi tiết học. Tuổi trẻ cộng với sự đam mê, thầy nhiệt tình tham gia các cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm sáng tạo, do cấp huyện, tỉnh tổ chức và đều đạt giải cao. Hiện tại thầy tham gia dạy đội tuyển tin học cho phòng giáo dục huyện, học sinh được thầy Tú ôn luyện tham dự các cuộc thi đều đạt thành tích tốt. Giữ cương vị là tổng phụ trách đội 10 năm qua, thầy triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua cho thiếu nhi như phong trào đôi bạn cùng tiến, em yêu lịch sử Việt Nam, các hội thi cho học sinh theo từng chủ điểm của năm học, duy trì tốt phong trào thể dục giữa giờ, thực hiện phong trào giữ gìn trường em xanh sạch đẹp. Thầy Tú phát động phong trào 1 phút nhặt rác sau giờ thể dục được 100% học sinh tham gia thực hiện. Thành lập và duy trì các câu lạc bộ toán học, ngoại ngữ, em yêu ca hát, tổ chức tốt các hoạt động như viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa, áo lụa tặng bà, quyên góp sách vở cho trẻ em lũ lụt, trẻ em nghèo, mua tăm ủng hộ người mù. Đồng thời liên đội nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Triều, Đức Thắng. Tổng lãnh đội luôn luôn phải trao dồi những kiến thức qua các trường lớp, qua sách báo, qua TV, các hoạt động trong nhà trường thì cần phải đổi mới. Ví dụ như là trong hoạt động chào cờ, ngoài những cái hoạt động thường xuyên, chúng ta có thể kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc là hoạt động văn hóa văn nghệ vân vân, rất là nhiều hoạt động. Thì có đổi mới hoạt động thì sẽ cuốn hút được các em tham gia hơn. Thầy Tú là một thầy giáo mà có rất nhiều cố gắng về tinh thần trách nhiệm cũng như là về công tác chuyên môn. Ngoài cái công tác chuyên môn được giao thì thầy Tú còn là người rất là đa tài về âm nhạc, cũng về mỹ thuật, đàn hát. Và đối với đại nhà trường về chuyên môn thì thầy Tú cũng đào tạo được nhiều những học sinh có năng khiếu. Thầy Tú đã được Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn, huyện Tiên Lữ trao tặng nhiều danh hiệu bằng khen và hơn cả là sự tin yêu kính trọng của tập thể nhà trường, phụ huynh và các em học sinh thân yêu.